Các bạn ơi, từ bữa tới giờ mình đang bị làm phiền bởi một người nào đó mình không biết nữa. Và ngày hôm nay ở trước cửa nhà mình nó có một tờ giấy này nè. Và ở trong tờ giấy này nó có ghi là: ta đang quan sát nhà ngươi nè sầu riêng, ngươi hãy cẩn thận vì một ngày đẹp trời ta sẽ xử lý ngươi. Đây chính là một tờ giấy đe dọa đó các bạn. Thì bây giờ mình thiệt sự rất là sợ chuyện này luôn. Giống như là có kẻ nào đang theo dõi và đang muốn cố gắng sát hại mình đó các bạn ơi. Mình nghĩ là bây giờ mình cần phải đi báo cảnh sát để cho những chú cảnh sát có thể bảo vệ được mình các bạn ạ. Thôi rồi, rồi bây giờ mình sẽ chạy qua đồn cảnh sát, nhanh lên nhanh lên. Bây giờ mình rất là sợ, mình lẹ lên các bạn ơi. Mấy chú cảnh sát ơi, mấy chú cảnh sát ơi, mấy chú có thể giúp cho con không? Con đang bị đe dọa nè. Cái gì vậy? Tạm đóng cửa cái gì cơ? Đồn cảnh sát ngày hôm nay bị đóng cửa sao các bạn? Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây mấy bạn? Ủa kìa, ủa đâu ra tấm hình, ủa ở đâu ra một bức thư này nè, ủa nó đâu ra từ trên trời rơi xuống vậy ta? Ủa này là cái gì đây hả? Các bạn ơi, cái gì vậy? Sao cái này là cái bức tranh mà mình đã đứng ở đồn cảnh sát mà. Ủa mày nè, có thêm bức thư gì nữa đây? Người đang tính báo cảnh sát, ừ đừng làm điều dại dột đó. Các bạn ơi, hình như hắn đang ở chỗ nào đó quan sát mình đúng không ta? Trời mấy bạn ơi, bây giờ mình không biết danh tính thật sự của hắn ta thì làm sao mình có thể tố cáo hắn ta ở đây? Ây trời, mình đang rất là sợ. Ủa mày đã, ui hình như là có một tên áo đen nào hình như đang nhìn mình kìa đúng không các bạn? Ui hay là bây giờ mình có thể nhờ các bạn fan tố cáo hắn ta ra trước cảnh sát rồi, và khi đó mình sẽ an toàn các bạn ơi. Vậy thì bây giờ mình sẽ chạy đến và lộ diện hắn ta ra các bạn à. Ơi tên kia đứng lại, bây giờ ta sẽ bắt ngươi nè. Ui hắn ta bỏ chạy rồi, hắn ta bỏ chạy rồi. Ủa mày đã, ngay cái chỗ của hắn ta nó có cái gì nè các bạn? Đây là một cái rương gì sao? Để tôi coi thử coi. Hả? Trong đây có cái gì đây? Một cây rìu kim cương, một cây dao, một cái súng shotgun. Không lẽ hắn ta đang tính sử dụng ba thứ này trong cái việc để sát hại mình sao mấy bạn? Nhưng mà do cái khúc hồi nãy mình phát hiện ra hắn ta, cho nên hắn ta đã sợ quá mà vỏ chạy mất tiêu rồi. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ tôi đã có những cái hung khí của hắn ta rồi, cho nên bây giờ tôi phải tìm ra hắn ta là kẻ nào đang cố sát hại mình trong Minecraft nha các bạn. Tôi thấy hắn ta đi đâu ở hướng nhà của Hachi hay sao nè, bây giờ hắn ta đâu rồi ta? Ủa cây súng của mình đâu rồi trời? Các bạn ơi, cái đó là Hachi kìa. Các bạn có nghe cái gì không? Hachi vừa mới nói là cây súng của mình đâu rồi. Từ từ, bây giờ tôi phải nghe thêm kỹ mới được. Trời ơi, cây súng này nãy mình để kế bên người mình, mà mình mà không có cây súng đó mình sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ đâu. Cái gì? Nhiệm vụ sao mấy bạn? Không lẽ nào cái người mà từ nãy tới giờ đang tính sử dụng cái cây súng lên này chính là Hachi mà muốn sát hại mình hả các bạn? Ủa mình có để quên đâu không ta? Hay là mình có làm rớt ở đâu quần nhà sầu riêng không trời? Các bạn nghe gì không? Rớt ở nhà sầu riêng mà từ bữa tới giờ có gặp Hachi bên nhà mình đâu? Không lẽ nào chính Hachi rồi các bạn nha? À? Ê được rồi, Hachi bây giờ ông đừng có mà chối nữa, tôi đã nghe hết tất cả những thứ ông đang tìm rồi. Ủa tìm gì, tôi có biết gì đâu. Ông đừng có mà xạo, từ nãy tới giờ tôi nghe lén và tôi biết rằng ông đang đi tìm cây súng đúng không? Ơ cái gì sao không biết vậy trời? Trời xin lỗi ông nhiều nha. Cái gì cơ? Bây giờ ông bắt đầu xin lỗi tôi rồi sao? Tôi không nghĩ rằng ông là một người bạn tệ tới vậy. Ông dám sử dụng súng để sát hại tôi hả? Là sao? Sát hại cái gì? Cái gì bây giờ ông còn giả ngu sao? Tức là ông đang sử dụng cái súng shotgun này nè để ông đi ám sát tôi đúng không? Hả? À, cái gì? Làm gì có, ông hiểu làm gì ở nha sầu em. Chứ là sao? Chứ nãy giờ ông nói cái súng là cái súng gì? Thôi ông nói từ đâu, ông nói đâu. À, tôi mà nói ra là ông giận tôi liền á. Thôi bây giờ ông không nói là tôi sẽ bắt ông vào cảnh sát nè. Thôi được rồi, bây giờ mình nghĩ là các bạn phải hãy giúp cho mình đi. Nếu mấy bạn like video này thiệt là mạnh thì Hachi sẽ bắt đầu nói cho mình nghe cái câu chuyện thật sự đó nha các bạn ơi. Ui các bạn fan đang like quá trời cho ông rồi kìa Hachi ơi. Cái gì? Ủa sao bạn fan mới muốn mình kể ra vậy? Được rồi, vậy thì bây giờ ông hãy mau kể cho tôi đi. Ôi trời, hôm đó tôi đã đi vào siêu thị để mua đồ chơi và tôi đã mua được cái khẩu súng đồ chơi siêu xịn luôn. Hôm đó tôi đã phát hiện ra giọng nói của ông. La 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 la. Ôi chết rồi, Sầu Uyên sắp tới là mình phải đem đi giấu khẩu súng này mới được. Ôi giấu, mình sẽ giấu vô chỗ này đi để cho Sầu Uyên khỏi thấy đồ chơi và giành đồ chơi với mình. Và hôm đó tôi đã giấu đồ chơi chứ không cho ông biết được đó. Trời ơi, lúc đó thì tôi nghĩ ông sẽ nói tôi giận tôi là không chia sẻ đồ chơi cho bạn bè chơi chung nữa, cho nên tôi đâu có muốn kể cho ông nghe đâu. Thì ra là ông giấu đồ chơi không muốn rủ tôi chơi chung sao? Ủa phải nã, nhưng mà Hachi nói là Hachi sử dụng một cái súng đồ chơi, còn đây là một cái súng sọc kinh rất là nguy hiểm mà đúng không các bạn? Đúng rồi, tôi mua mấy cái khẩu súng sạc kinh này về làm gì, nguy hiểm muốn chết à? À vậy là mình đã hiểu lầm Hachi rồi mấy bạn ơi, không phải Hachi chính là kẻ đã cố gắng ám sát mình. Ủa mà sao em nãy ông có thấy những người gì kỳ lạ đi trong làng mình không? Hả? Cái gì? Hachi ông cũng thấy nữa hả? Phải
là cái người mặc áo màu đen đúng không? Đúng rồi đó, tôi thấy người đó lén lén lúc lúc đi qua nhà của Nguyên Nấp á. Cái gì? Đúng rồi các bạn ơi, vậy là cái tên đó hắn ta đã đi qua ngang qua nhà Hai Chi thật kìa. Ồ vậy được, còn cảm ơn Hai Chi đã cung cấp thông tin cho tôi nha. Bây giờ mình phải đi theo hắn ta các bạn ơi, mình phải tìm cái thân phận thật sự hắn ta các bạn ơi. Hai Chi nói cái tên đó hắn ta chạy ngang qua nhà Huy Nấp sao? Ở đâu vậy ta? Ở đâu vậy ta? Chết rồi, không ổn đâu. Ui giọng Huy Nấp kìa. Ôi từ từ, có chuyện gì vậy ta? Chết rồi, mình mất cây rìu rồi, cái rìu quan trọng của mình. Hả? Huy Nấp nói Huy Nấp mất cây rìu sao vậy nè? Ở trong đây của mình cũng có một cây rìu kìa đúng không mấy bạn ơi? Để mất tiêu cây rìu kim cương thì làm sao mình tiêu diệt được nó đây? Hả? Các bạn nghe gì không? Huy Nấp có nói là bây giờ mất cây rìu kim cương làm sao có thể tiêu diệt được nó đây? Là không lẽ là Huy Nấp muốn sử dụng cây rìu này để tiêu diệt mình sao? Trời ơi, mất cây rìu rồi làm hỏng kế hoạch của mình rồi, mình không làm nữa đâu. Mình phải nói chuyện với Huy Nấp cho ra lẽ được. Huy Nấp dừng lại. Chuyện gì đã xảy ra và khiến cho ông đang ý định hãm hại tôi vậy Huy Nấp? Trời ơi, cái gì vậy? Sao riêng ông nói cái gì vậy? Ông đừng có nói tào lao nha. Ông đừng có mà giả vờ nữa. Tôi đã nghe hết những gì ông nói rồi. Từ nãy tới giờ ông đang muốn tìm lại cây rìu của mình mà phải không? Đúng rồi, cây rìu quý giá kim cương của tôi đó. Mà tôi không biết để đâu nữa. À, không biết để đâu cũng phải. Tôi đang cầm nè, có phải cây rìu này không? Ủa, cây rìu này đẹp quá vậy, nhưng mà không phải cây rìu của tôi. Không phải cây rìu của ông. Thôi đi Huy Nấp ơi, đừng có mà giả vờ nữa, mau nói sự thật đi. Từ nãy tới giờ ông đã khai hết rồi, tôi đã nghe hết rồi. Trời ơi, tôi nói thiệt mà, cây rìu đó không phải của tôi, ông nói về sao yên? Vậy thì bây giờ ông giải thích cho tôi đi. Hồi nãy ông kêu là tiêu diệt nó có nghĩa là gì? Trời ơi, ông làm tôi mất thời gian mà, tôi đang bận, tôi không kể đâu. Trời ơi, bây giờ Huy Nấp hoang cố quá các bạn. Huy Nấp không muốn kể cho mình nghe kìa. Hay là bây giờ các bạn fan hãy bấm đăng ký video này đi. Khi các bạn đăng ký, Huy Nấp sẽ kể cho mình nghe đó. Ôi các bạn fan đang bắt đầu đăng ký video này quá trời luôn kìa. Huy Nấp ơi, mau thực hiện theo các bạn fan yêu cầu đi. Trời ơi, mà bạn fan đăng ký nhiều vậy? Thôi được rồi, để tôi kể cho nghe nè. Ở sau nhà tôi có một cái cây đang chắn cái đất của nhà tôi. Ngày hôm nay tôi đã quyết định cầm cái rìu ra và chặt cho nó gãy luôn. Trên tay tôi đang cầm một cái rìu kim cương và bắt đầu chặt cổ. Và ngày hôm đó có một tên áo đen chạy ngang qua và đụng tôi làm tôi rớt cái rìu. Và cái rìu của tôi nằm ở đâu tôi không thấy nữa. Giờ tôi phải đi tìm đi nè. Sau đó mọi chuyện là như vậy á, làm gì ông căng như vậy? Cái gì? Huy Nấp cũng không phải là người đã sở hữu cây rìu kim cương này sao? Mà chính là cây rìu kim cương mặc định trong Minecraft. Trời ơi, tên áo đen nó đi qua tôi, đụng tôi một cái đau muốn chết luôn á. Nhưng mà không biết kẻ đó là ai nữa. Hả? Nhưng mà ông có biết hắn ta đi hướng nào không? Hình như là tôi thấy hắn ta chạy qua phía nhà tôi gà hay sao á. Ôi, vậy được rồi, cảm ơn Huy Nấp nhiều nha. Không biết bây giờ cái kẻ đó hắn ta đang ở đâu nữa các bạn ạ. Ôi, mày nè, mình thấy có đằng kia giống tô gà quá vậy kìa. Trời ơi, mày còn tiếp. Trời ơi, thiếu một con dao nữa thôi là chúng ta có thể hoàn thành được rồi, tức thiệt chứ. Thôi các bạn nghe gì không, tô gà có vừa mới nói là thiếu một con dao. Ủa mày nè, con dao. Ôi, trên đây có một con dao nè mấy bạn ơi. Trời ơi, chỉ cần hả có một con dao là mình có thể xé xác nó ra luôn rồi. Mấy bạn nghe cái gì không vậy? Tô gà vừa nói là cầm cái con dao để xé xác cái gì ra kìa. Không lẽ nào cái kẻ cuối cùng trong viện tình nghi ba cái món vũ khí này chính là tô gà đã sử dụng cái dao để sát hại mình hả các bạn? Mình biết là mình ác thiệt, nhưng mà cái này cho có lợi cho mình mà mình phải làm thôi. Hả? Có lợi cho tô gà? Không lẽ nào để sát hại mình thì tô gà phải làm mọi thứ để có lợi đâu? Thì sao mình không ngờ, mình không ngờ những người như vậy cho tố ngày hôm nay bọn họ là ác động tính vậy luôn mấy bạn. Không có con dao mình không thể hoàn thành được rồi, mình phải đi nghỉ bạn thôi. Tô gà dừng lại. Cái gì vậy? Bây giờ thì ông đừng có mà chối nữa, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được thủ phạm rồi. Cái gì? Thôi đừng có giả ngu nữa tô gà ơi, từ nãy tới giờ ông đang tìm cây dao phải không? Đúng rồi, tôi đang tìm cây dao. Thì ra ông là người lấy cây dao của tôi trả lại đây, tôi đang rất là cần nè. Ông định sát hại tôi thật sao tô gà? Tôi đã nghe hết tất cả bằng chứng của ông rồi, tôi sẽ báo cảnh sát để bắt ông. Hả? Gì cơ? Báo cảnh sát gì á? Nói gì á? Tại vì ông đã cầm cái con dao này và định ám sát tôi kìa. Trời ơi, cái này đâu phải con dao của tôi đâu, ông lộn rồi. Cái gì? Chứ nãy giờ ông tìm cái con dao nào? Trời ơi, con dao đầu bếp để tôi nấu ăn cho chị Nabi ăn nè. Sắp tới ngày hẹn hò của tụi tôi rồi. Hả? Con dao đầu bếp để nấu ăn cho chị Nabi? Ủa? Vậy không phải là cái con dao màu đen này hả? Đó là dao găm mà sao nấu ăn được ba, nói gì vậy? Vậy cái này không phải là của ông rồi. Vậy là mình cũng đã hiểu lầm luôn cả tô gà sao? Còn thêm một điều nữa, ông hãy cẩn thận đó nha. Coi chừng có một tên áo đen, nó đang rình rình nhà ông đó. Hả?
cái gì? Một tên áo đen ở rình rình ở nhà mình sao? Cái gì vậy mấy bạn ơi? Không lẽ chính là cái kẻ đó? Hắn ta đang ở đâu đây và quan sát mình hả mấy bạn? Vậy bây giờ mình phải làm gì để tìm ra hắn ta? Ê, hắn ta kìa. Vậy hắn ta mới quăng gì cho mình đây? Ôi, các bạn ơi, lại là một quyển sách. Còn cái tấm hình gì đây? Ôi, đây là cái tấm hình mà mình nãy giờ bị hắn ta nhìn thấy kìa. Ôi, coi đây là cái gì? Mày đang cố gắng tìm tao chứ gì? Nhưng không thể tìm được đâu ha ha. Trời ơi, tên này thật sự rất là đáng sợ các bạn à. Hình như tên này hắn ta không hề sợ mình tìm ra được thân phận thật hắn ta hay sao đó. Mình nghĩ chắc mình sẽ bỏ cuộc cái tên này, mình sẽ không dám tìm hắn ta nữa đâu. Mình nghĩ mình cần vào nhà, mình khóa cửa lại, mình ở trong nhà cho an toàn các bạn ơi. Thôi, bây giờ lên lầu, khóa cửa, đóng cửa lên hết. Trời, bây giờ sợ quá, mình không biết phải làm gì luôn. Thôi bây giờ ở trong nhà mình nghĩ là an toàn rồi. Đó, mình mới nghe có cái tiếng gì trong nhà đúng không ta? Cái gì vậy bạn? Sao tự nhiên mình nghe có cái tiếng gì trong nhà? Đúng rồi, có phát ra ở đâu vậy? Ủa, hình như là nó nằm ở đâu đây? Cái đó là... Chào, mày nghĩ mày thấy được tao à? Cái tên áo đen kìa, hắn ta vô nhà mình rồi nào vậy? Tao đã ở trong nhà mày từ lúc tao theo dõi mày rồi, chỉ có mày không quan tâm thôi. Chết rồi, mình lỡ khóa cửa trơn rồi, làm sao mà ra đây chứ, làm sao bây giờ? Thế không ai vào cứu mày được nữa đâu, mày xong rồi. Quan tâm, nhưng mà hiện tại tao đang giữ hết tất cả vũ khí của ngươi rồi, ngươi sẽ không bao giờ bắt được ta đâu. Ngươi nghĩ chỉ có vũ khí mới bắt được ta sao? Ngươi sai rồi. Nhà ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là bạn cũ của anh đây, Bầu Y Tây Di à, lâu rồi không gặp. Cái gì? Lại là cô sao? Sao bây giờ cô quay trở lại mà cô tìm tôi hoài vậy Bánh Cuồng? Đó gì vậy, em mới là fan cuồng của anh đó. Trời ơi, cô mau tránh xa tôi ra đi, tôi không có thích gặp cô đâu. Dạ, lâu quá là không gặp, em sẽ nhẹ nhẹ với anh thôi. Các bạn ơi, cô ta làm gì mình rồi? Sau bao nhiêu cố gắng mình cũng đã bắt được anh Sầu Nguyên rồi, giờ đem anh nó về nhà thôi. Các bạn có thể xem thử video mới nè, đó chính là sinh vật này đây chỗ mộ hố sau. Nếu như các bạn tò mò hãy bấm vào video này nha, giờ tôi sẽ đưa Sầu Nguyên về đây, tạm biệt.